chào các bạn, mình là bạn của Linh. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của bạn mình. Bọn mình vừa về đến resort. Bây giờ bọn mình đang đợi xe điện để có thể đưa về căn bọn mình đặt. View bọn mình đang cực kỳ đẹp luôn, là một xíu bể bơi với cả là ở trước mặt là biển trải dài luôn. Bọn mình đang đặt đồ ăn cho bữa tối. Tối nay thì bọn mình sẽ chỉ ăn ở resort thôi. Ngày mai thì bọn mình sẽ ăn sáng ở đây luôn. Ăn uống trong ngày thì sẽ ăn uống ở đây. View thì view biển luôn, rất là thích. Xong xuôi thì bây giờ bọn mình sẽ về phòng. Mình xe máy đi 25 phút. Dạ, đi ô tô chắc nhanh hơn. Cái hôm bọn mình tới thì trời rất là âm u nên mình không quay được gì. Đây là cảnh ngày mình check out. Tranh thủ trước khi trả phòng cho họ thì bọn mình tự dọn dẹp lại một chút, xong sau đấy thì quay room tour cho mọi người xem. Nên là đồ đạc không được tươm tất lắm tại vì bọn mình tự dọn để tranh thủ quay. Căn bọn mình ở thì là căn Bisfon, hơn 3 triệu cho một đêm. Phụ thu thêm một người nữa là gần 4 triệu cho 3 người một đêm. Và may sao thì đúng cái thời điểm bọn mình đặt thì là 3 đêm bọn mình sẽ được tặng 3 bữa trưa mọi người ạ. Căn này rất là rộng rãi, thoải mái nhá. View thì cực kỳ đỉnh luôn. Nói chung là bọn mình rất thoải mái và mãn nguyện 3 ngày ở đây. Sáng nào cũng ngắm nhìn biển ngay trước mắt, tiếng sóng rì rào ngay bên tai. Bước vài bước qua một căn nữa là đến bể bơi luôn rồi. Vậy vẫy tay tương tác một chút đi. Một đứa thôi mày. Rồi. Hiện tại bọn mình đang ở nhà hàng đây rồi đây. Tại vì tối nay mình không quay được quá nhiều, mình đang dùng flash của điện thoại khác để bắn vào mặt mình. Hôm nay thì bọn mình sẽ ăn đồ thịt các kiểu bình thường thôi, để hôm sau thì mình sẽ đi ăn hải sản sau. Good morning. Nhiên sáng mọi người ơi, dậy từ 7 giờ. Bây giờ rất sớm nhưng mà bọn mình quá là ướt ẻo nên là bây giờ bọn mình mới đi ăn sáng. Say hi. Thế à? Nhờ ngon không đã này? Anh nghĩ là ngon. Anh thích rồi như vậy. Bánh mà mình đi ăn đợt ở Hội An. Đây là quầy buffet sáng của resort đây. Chỗ này thì cũng khá là rộng mà mình thấy cũng xinh. Ôi dồi ôi, vừa nghỉ trưa một lúc, mình vừa thay quần áo để chuẩn bị đi ăn trưa. Ngày hôm nay của bọn mình thì rất là chill thôi. Bọn mình chỉ ở resort chơi. Tí nữa thì mình sẽ chụp ảnh và chơi ở biển. Hello. Hello, hello. Can I do
giờ chúng mình đang trên đường đi ăn nhé các bạn nhé. Và mình vừa theo bạn mình xuống biển một chút để có những cái bức ảnh như thế này, đấy. Về gắn ảnh vào đây nhé, để xem là bạn mình chụp cho mình những bức ảnh rất kinh khủng như thế nào. Đây là bữa ăn trưa của bọn mình đây. Một canh, ba món mặn. Bây giờ bọn mình đang ăn trưa. Bọn mình sẽ được tặng hai bữa trưa. Hai bữa trưa. Thực ra là nếu mà mọi người ở từ hạng phòng sea view trở lên thì mọi người sẽ được tặng bữa ăn trưa trong khoảng tháng 5 này thôi. Còn từ tháng 6 là sẽ không được tặng bữa ăn trưa nữa. Hạng phòng của bọn mình là Bisfon thì đương nhiên là sẽ được. Có cả vị ức lòng nữa. Bọn mình đang đi bộ đi ăn cách resort 200m. Tối nay mưa rất là to nên là bây giờ bọn mình đang đi rất là mát luôn. May mà tạnh thì còn đi ăn luôn. Tại vì hôm nay bọn mình sẽ không ăn trong resort nữa, đi ra ngoài ăn hải sản. Bọn mình vừa về phòng xong. Hôm nay thì bọn mình định kiểu đi ra ngoài mua hoa quả rồi đồ ăn vặt về phòng ấy. Nhưng mà mưa, hôm nay ở Quy Nhơn mưa, thế là bọn mình phải gọi hoa quả ở resort xong rồi gọi nước. Thì nó hơi đắt một xíu nhưng mà thôi, tại vì cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đây cho mọi người xem. Đây một đĩa hoa quả 190.000 này xem. Bọn mình gọi sữa lắc dừa với cả là cái gì, cái này là cocktail của con Hà. Dừng chiếu quá mọi người ơi. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Thật ra ngày hôm qua mình không quay nhiều lắm đâu, tại vì bọn mình chỉ ở resort xong rồi chơi chụp ảnh các kiểu thôi, kiểu chiêu chiêu nên là mình không quay gì nhiều. Hôm nay thì bọn mình sẽ đi ra ngoài để đi ăn xong rồi đi bảo tàng. Nên bây giờ bọn mình sẽ đi xe vào trong thành phố để đi chơi tới tối luôn. Đẹp lắm mọi người ạ. Thật ra ở trong này nó sẽ có một cái buổi chiếu phim nói về ngoài vũ trụ, nhưng mà bọn mình đến muộn, bọn mình chỉ xem được 10-15 phút thôi mà. Hay lắm, nó siêu siêu đẹp luôn ý. Hay lắm mọi người, ở đây kiểu có những cái thông tin về các sao lâu lắm mình mới được nghe lại. Ở trong này nó sẽ có những cái thông tin cũng khá là hay về khám phá vũ trụ các kiểu. Nhưng mình thích nhất là cái xem phim tư liệu ấy, nói chung là rất là đẹp, rất là hay luôn mọi người, kiểu rất nên đi ấy. Đấy, trong này thì sẽ có những cái trải nghiệm khá là hay. Đây là cái phòng mình thích này, tại vì nó khá là nhiều cái gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái thí nghiệm đấy. Xong rồi có những cái gọi là mini game nhỏ nhỏ. Lúc đấy bọn mình cũng đứng trả lời mấy câu hỏi một lúc, tại vì tôi thấy khá thú vị. Hello. Khi đi ra thì bọn mình mới biết là siêu siêu nhiều phòng trải nghiệm luôn đấy nhở. Ơ, đặt chân lên sao hỏa này mày ơi. Ô, thật mà. Đây là gì? Trải nghiệm trọng lực. Trọng lực. Nhưng mà mình có được ngồi lên không? Không, phải đi rồi. Thế sao lại trải nghiệm sao hả? Bọn mình đã đến chỗ khác để ăn bánh xèo rồi mọi người ạ.
Ban đầu thì bọn mình ra khu ẩm thực Quy Nhơn. Ở đấy thì không có nhiều hàng quán như mình nghĩ, và ăn thử cốc chè thì vừa chán vừa đắt, nên không ăn gì thêm và di chuyển ra đường Mạch Đằng. Đường này thì sẽ nhiều quán kiểu local và dân bản địa người ta ăn nhiều ấy, nên bọn mình đã được trải nghiệm ẩm thực Quy Nhơn thật sự. Bánh xèo thì rất ngon, rất rẻ, có 10.000 một cái hay sao ấy, bà đưa 30.000. Xong chuyển sang ăn chè, lại sốc tập 2. Đấy chính là có 8.000 một cốc chè rất rất ngon. Về với cái bụng no ơi là no và ngon ơi là ngon. Trưa nay là bữa trưa cuối cùng để bọn mình về Hà Nội rồi mọi người ơi. Có thể đang lấy đồ trắng miệng nốt để bọn mình, để người ta đóng quầy buffet để bọn mình ăn sáng hơi muộn. Đó là cái view cực kỳ đẹp ăn sáng của bọn mình. Lại đi vừa chụp ảnh tiếp về. Trời ơi siêu nắng mọi người ơi. Mình đã đen lắm rồi. Mọi người có biết là lần này bọn mình đi, thật ra cái vlog này nó sẽ không quá nhiều cảnh. Tại vì bọn mình không có nhiều lịch trình ấy, nên là sẽ không có quá nhiều đi ăn đi chơi ở ngoài. Bọn mình chủ yếu là ở trong resort để chill chill và nghỉ ngơi thôi. Thì bọn mình cũng tưởng là chuyến đi này nó chill lắm, cho đến khi đến đây thì mới phát hiện ra là đứa nào cũng mang quá nhiều đồ để chụp, kiểu đứa nào cũng bị tham ấy. Nên là bây giờ bọn mình bị dí deadline là chụp làm sao cho hết, nên thành ra cũng không chịu lắm đâu mọi người. Không được cúi đầu để có thể.